Xin chào tất cả bạn, tên mình là Nguyễn Đức Tài và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm nuôi Facebook cũng như là cách để đăng bài. Và vào đến phần đầu tiên, đó chính là mình sẽ thêm một cái tài khoản vào đây trước nha. Ở bên này thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái UID này và một cái tài khoản sẵn ở đây, tên là Đặng Hoài Hương. Thì ở đây mình sẽ thêm tài khoản vào trong cái ứng dụng phần mềm nuôi Facebook nha. Trước hết là UID thì mình sẽ thêm vào đây bằng cách là đây, mình sẽ copy cái phần này, một cái đoạn mã này bạn có thể kiếm ở dưới cái ở phần cuối của một cái link Facebook, link tên Facebook của bạn nha, link Facebook của bạn á, thì nó sẽ có cái đấy. Tiếp theo là đến email này bạn cũng sẽ có ở trong phần Facebook nha. Khi mà các bạn lập Facebook thì cố gắng có cái điều này giúp mình, còn các bạn có số điện thoại thì cũng paste vào đấy cũng được, hoặc là dưới này có số điện thoại bạn có thể thay thế đó. Còn dưới này pass mật khẩu, mình sẽ nhập luôn mật khẩu của mình vào đây. Đó, name thì ở đây bạn có thể tùy đặt nha. Bạn có thể đặt được mà không đặt cũng được nha. Đó, mình sẽ copy paste hết vào đây. Mình nhớ nha, khi mà mình sử dụng ứng dụng này ấy, thì mọi người cố gắng sử dụng 3G giúp mình nha. Các bạn cập nhật, đó, thế là cái tài khoản của bạn đã được lưu vào trong phần mềm Cà Chua Ke. Tiếp theo đó chính là các bạn muốn sử dụng chức năng gì thì các bạn có thể ấn tương tác này. Nhưng mà trước khi đến phần đấy thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách để sử dụng phần mềm đăng bài. Ở đây trước đây mình có một cái bài ở đây ghi là cà phê này, nên bây giờ mình sẽ tự động add một cái bài mới nha. Ok, mình sẽ ấn đây. Đây là một cái tiêu đề hoàn toàn mới. Trước tiên là tiêu đề là để các bạn nhớ được là cái bài thì nó nói về cái gì. Từ đây mình sẽ nói về đây nha. Đây, quả dừa giả, dừa phất. Đấy. Rồi ở phần nội dung tin nhắn này thì mình sẽ copy phần này. Đó, rồi mình copy đây. Ảnh, đây là phần mà nó sẽ hiện lên Facebook nha. Còn phần tiêu đề này thì nó không hiện đâu nha. Sau đấy thì bạn chọn một cái ảnh mẫu mà đã lưu sẵn ở trong ấy, chẳng hạn bạn chọn một cái ảnh mà liên quan chủ đề một chút. Thường khi làm cái này thì chúng ta sẽ chọn những cái chủ đề nó liên kết với nhau để dễ có thể làm hơn. Ok, mình sẽ chọn đây, mình chọn mẫu này đi. Đó, chạm tạm thời là vậy nha. Bạn add vào, thế là nó sẽ ra một cái phần mềm này. Khi mà đăng bài ấy, thì phần mềm nó sẽ tự động chọn một trong những cái bài viết mà các bạn đã cập nhật lên đây, nên là các bạn không phải lo nó sẽ bị trùng bài nha, mà cũng không phải lo nó bị spam hay gì. Nó sẽ lấy ngẫu nhiên, nghĩa là các bạn phải đăng thật là nhiều bài, bạn phải cập nhật thật là nhiều bài đăng nha. Sau đây mình sẽ bật này. Các bạn có thể tùy, nếu mà các bạn chỉ muốn đăng nhập thôi thì bạn ấn luôn vào đây, nó sẽ tự động đăng nhập cho các bạn. Còn nếu không thì các bạn có thể ấn vào tương tác này, và những cái phần ở trong này này các bạn click vào đấy, thì khi đấy các bạn cái sẽ thực sự là làm cái máy, cái chế độ, cái phần mềm sẽ tự động bật theo nó. Nên bây giờ mình sẽ bật luôn nha. Mình sẽ bỏ đọc tin nhắn nha và lướt tường mang bài. Ok, mình sẽ làm cả hai. Các bạn có thể thấy là cái ứng dụng đang tự động được vào và cũng như là tự động được đăng bài. Hợp lý hơn, cũng như là còn đây là nó đang tự động chạy theo một số các cái trường hợp để có thể mà để có thể dễ hiểu hơn, để có thể được chấp nhận hơn nha. Đợi nó một chút, nó like những cái trang khác nhau để mà chấp nhận rằng là để nó được chấp nhận, để kiểu trông nó tự nhiên như kiểu một người bình thường như con xe vào ấy, thì nó sẽ hiện lên như thế.
chọn luôn và tự động đăng bài luôn. Các bạn nhớ là một một nick ý, thì cố gắng là vào chỉ một lần một ngày thôi nha. Nếu các bạn vào quá là nhiều thì nó sẽ gây ra tình trạng dễ bị bay nick lắm ấy. Thế nên là không vào quá là nhiều lần một ngày và cố gắng vào một lần nhiều nhất luôn đó. Sau khi mà nó được đăng lên như này rồi thì như thế là đã xong rồi đấy. Thế là ok lắm rồi đấy. Nên là đó, đấy là một cái phần mềm mà nó đã tự động xong, và nó xong, nó bật xong bật 2FA này. Đấy là nó đã hoàn thành công việc của nó. Và đấy chính là cái cách mình làm. Mong là các bạn thích video này, và nếu các bạn thấy hay thì có thể bỏ xuống một like và một cái comment ở phía bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.